Xin chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu nhanh về cái chiếc xe buýt 29 chỗ và báo giá lăn bánh. Xe Taco Bus 29 chỗ này có tên gọi là Medao 85S. Xe buýt Taco thì có những cái ưu điểm của nó, thứ nhất là xe này sử dụng tất cả là 6 cái bầu hơi. Phía sau là 4 cái và phía trước là 2 cái. Nên cực kỳ là êm. Thì cái bầu hơi này nó nhập từ Thổ Nhĩ Kỳ. Và xe thì sử dụng động cơ là quay chai với dung tích xi lanh là 4.98. Và công suất cực đại của nó là 200 PS. Với mô men sống cực đại là 800 Nm. Xe sử dụng động cơ quay chai rồi. Quay chai là công nghệ Áo, rất là bền bỉ trên các dòng xe bus của Taco, nên cứ anh em cứ yên tâm sử dụng. Xe nhìn tổng thể rất là đẹp. Đèn lái trước của xe là sử dụng là đèn Rochetto halogen, cực kỳ là bền và sáng. Ngoài ra có thiết kế thêm cái đèn LED để đi ban ngày. Trước thì có logo Taco, là đẳng cấp trang trọng. Vỏ xe của con Taco Bus 85S 29 chỗ này sử dụng là 245/70R19.5. Vỏ tấp led không rụt, rất là êm. Và bánh sau cũng vậy. Học các con hàng ở dưới thì cũng cực kỳ là rộng rãi, mỗi bên hai học. Giờ ta vào trong khoang cabin xem nội thất bên trong của chiếc xe buýt 29 chỗ ngồi này. Đây là view trong khoang lái của tài xế. Ghế này, ghế tài xế được nhập từ Hàn Quốc, rất là phê. Sử dụng là bầu hơi và kết hợp giảm chấn thủy lực, nên tài xế ngồi rất là êm. Tài xế êm thì vận chuyển đi đường dài rất là thoải mái. Cái ghế này được điều chỉnh rất là nhiều hướng để cho anh em tài xế ngồi thoải mái nhất. Xe bus 29 chỗ này sử dụng là 6 số tiến, 1 số lùi. Và hộp số này là hộp số phắc của Mỹ. Hộp số phắc thì cực kỳ là bền bỉ. Xe thì được trang bị sẵn cái hộp đen. Đây là cái hộp đen định vị. Và cái màn hình. Màn hình này là 7 inch Android. Ngoài ra có thêm cái thiết kế thêm cái TV 21 inch và tủ lạnh. Tủ lạnh này 50 lít. Trên đây rất là nhiều cái nút điều khiển, thì hôm nào mình sẽ làm một cái hướng dẫn tất cả các nút trên xe buýt này. Xe này thì phanh của nó là phanh hơi, phía sau là tang trống và phía trước là phanh đĩa có ABS, và đặc biệt là có hỗ trợ phanh điện từ. Đây là công tắc phanh ABS, đây là công tắc phanh điện từ.
đây cái cần điều khiển trên cái phanh điện từ trên đây. Phanh điện từ thì cực kỳ là ok, tại vì nó giảm hao mòn bỏ phanh và rất là tiện lợi. Phanh điện từ này thì để hôm nào nói về cái kỹ thuật của phanh điện từ này như thế nào. Nói chung là phanh điện từ rất là ngon, đỡ phải ngày xưa chỉ có sử dụng phanh khí nén, mà phanh khí nén thì nó không bằng cái phanh điện từ. Còn cái dàn ghế này nhìn rất là bắt mắt, rất là êm dịu, và nhìn nó rất khi mà hành khách ngồi cảm giác nó dịu mát. Đèn thì thiết kế rất là sang trọng, đèn led, đèn đọc sách, đầy đủ đèn. Và trên đây cũng có cái đèn led của con hành lý, rất là nhiều đèn. 29 ghế ngồi thì rất là rộng rãi. Thì Thaco Bus 29 chỗ nó ngồi này thì chắc cũng không có một cái ưu điểm nhược điểm gì đâu. Có tiền thì cứ mua thôi, chạy rất là ngon. Mà hành khách cũng thích đi xe bus Trường Hải. Xe này mức tiêu hao nhiên liệu của nó theo nhà máy công bố là 16 đến 17 lít trên 100 cây số. Và giá lăn bánh hiện tại của xe bus 29 chỗ ngồi này là 2 tỷ 10 triệu. Nếu mà mua trả góp qua ngân hàng thì ta đưa trước 699 triệu, 699 triệu là sẽ có chiếc xe bus 29 chỗ ngồi của Trường Hải. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video.